Thằng vô dụng, mày đừng có chạy. Mày đứng lại. Thằng vô dụng này. Thằng vô dụng này. Tại sao mẹ lúc nào cũng giúp Trần Hà? Lúc ba con còn sống, mẹ cũng luôn giúp ông ta như vậy. Bây giờ cũng vẫn như vậy. Mẹ và Trần Hà rốt cuộc là quan hệ gì? Chú ba, chú thấy bánh quy vị mới này như thế nào? Rất ngon. Nhưng còn thiếu một chút. Nhanh về lại phòng thí nghiệm, nói họ cải tiến lại chút đi. Được. Còn có chuyện gì nữa sao? Hà, mấy bữa nay Lưu Tư Sinh gây chuyện ầm ĩ ở nhà máy. Còn giữ nó lại nhà máy, sợ các công nhân đều sẽ nghe lời của nó hết. Tôi biết nó là con trai của Hồng Đầu, nhưng nó cứ gây chuyện mãi như vậy, sợ là các công nhân sẽ bãi công. Tôi chưa từng bạc đãi công nhân, tôi tin họ sẽ không đối xử với tôi như vậy. Tư Sinh nó còn trẻ tuổi bồng bột, lẽ nào chú quên năm xưa? Tôi cũng từng đánh chú. Cậu Hà, nhưng vậy thì sao? Tư Sinh nó đi đi. Bước sang những năm 50, xã hội Singapore gặp nhiều biến động. Các phong trào chống thực dân, phong trào công nhân, phong trào sinh viên, lần lượt các tổ chức công đoàn kêu gọi đình công, khiến cho mối quan hệ giữa chủ và người làm thuê trở nên căng thẳng. Các người định làm gì? Không làm nữa hay sao? Trước kia muốn kiếm một công việc khó khăn nhường nào, bây giờ có công việc làm lại còn kiếm chuyện. Ông chủ không cho các người ăn cơm hả? Không trả tiền công cho mọi người hay sao? Toàn những kẻ vô ơn bội nghĩa, chó săn. Cậu nói cái gì? Tôi đang chỉ ông là chó săn đó. Ông cút đi. Trần Hà, tôi phải phục anh đó. Công nhân đang ở ngoài bãi công mà anh vẫn còn ngồi để đánh mặt trượt cùng chúng tôi. Bọn họ đang tức giận, đừng động vào họ làm gì. Đợi họ nguôi giận rồi sẽ đi nói chuyện với họ. Cũ vàng. Thời buổi này ngồi để chơi mặt trượt còn hơn là đi dỗ dành những công nhân đó. Bây giờ chúng ta là nhà tư bản rồi, là kẻ địch của công nhân, là người bọn họ muốn lật đổ. Nếu lật đổ chúng ta, mọi người đừng ai hòng ăn cơm. Nhớ năm xưa, mọi người để có được miếng ăn mà lặn lội đường xa tới đây. Lẽ nào chúng ta lại muốn quay về hồi xưa? Ngày nào cũng phải lo lắng đi kiếm miếng ăn sao? Nói gì thì nói, không thể quay lại con đường cũ được. Đã 3 ngày rồi, Trần Hà vẫn không ra gặp chúng ta. Suốt cuộc ông ta muốn như thế nào? Lẽ nào chúng ta cứ đợi mãi như vậy sao? Ông ta không ra gặp chúng ta không làm việc, ông ta sẽ không phát tiền công. Trần Hà bị chúng ta dọa cho sợ rồi, không biết trốn đi đâu. Tôi xem ông ta định trốn tới khi nào. Ông ta không xuất hiện, chúng ta không làm việc. Ông chủ dặn nếu chạy đậu xanh cho mọi người, giả bộ làm người tốt. Chúng tôi không làm việc, ông ta lại nấu chè đậu xanh cho chúng tôi ăn. Không biết là có ý đồ gì. Đúng đó, tôi ù rồi. Trần Hà, bà như vậy mà anh cũng đánh. Hại chúng tôi thắng hết tiền rồi. Trần Hà đánh bài tệ lắm, chưa từng thấy cô ấy thắng bao giờ cả.
Thua thắng không quan trọng, chủ yếu là được học hỏi từ các vị đây. Anh ta thua càng nhiều thì việc làm ăn càng phát đạt. Ông chủ lớn, ông chủ Trương, công ty vận tải và bất động sản của anh cũng ngày càng lớn mạnh. Anh cũng là ông chủ lớn rồi đó. Ở đây ai cũng là doanh nhân lớn hết. Hôm nay không tha cho một ai cả. Anh Lục hứng thú như vậy, anh chơi mấy ván đi. Tôi mỏi lưng lắm rồi. Tôi không chơi cho vui. Tôi muốn lấy tiền từ trong ví các vị. Anh ấy lấy tiền của chúng ta, còn không phải vì mấy cái trường học của anh ấy sao? Quang Hoa, Tùng Phúc và Nam Kiều gần đây mới xây trường mới, cần mọi người ủng hộ nhiều hơn. Mọi người cũng biết Quang Tiền định thành lập quỹ quản lý. Sau này cậu ấy sẽ quyên ít cổ phần cho miền Nam để làm giáo dục. Chúng ta đều là thương nhân lớn, cũng nên đóng góp chút công sức chứ. Biết ngay là anh không tự dưng là nhiệt tình như vậy. Được, vậy tôi sẽ bắt đầu từ anh trước. Anh quyên góp 1 vạn. Em cũng góp 1 vạn. Hà, nhà máy của cậu dạo này đang đòi bãi công. Không có vấn đề gì chứ, anh còn nhớ không? Năm xưa ở quê, anh đưa em đến thôn Tập Mỹ, nói với em, ông Trần Gia Căn từng nói với anh một câu: tiền tài giống như phân bón, phải đem rải thì mới có tác dụng. Đúng. Tư Sinh à, ăn một bát đi. Tội gì mà không ăn. Tránh ra. Từng đó ngày rồi, Trần Hà vẫn chưa xuất hiện. Ông ta đang định giở trò gì vậy? Ông ta còn không xuất hiện, chúng ta sẽ phải làm gì? Trần Hà đâu? Nói ông ta ra gặp chúng tôi. Ông chủ có ra gặp các cậu hay không tôi không biết. Tôi đến trả lương cho mọi người. Lương à, tới đây. Mấy ngày chúng ta đình công mà vẫn có lương sao? Đúng vậy, không thiếu 1 đồng. Tư Sinh, Trần Hà đang định giở trò gì vậy? Nếu ông ta còn không xuất hiện, tôi sẽ không khách sáo với ông ta. Trần Hà, cuối cùng ông cũng biết trốn đi, không phải là cách rồi. Tôi đâu có trốn, lại càng không cần phải trốn. Tôi có thiếu tiền của mọi người không? Nếu có, tôi trả gấp 10 lần cho mọi người. Tôi có đưa thiếu tiền công cho mọi người không? Ai có thể chỉ ra có sự bánh quy nào trả cho công nhân cao hơn chỗ này? Tôi có thể trả gấp 10 lần cho người đó. Lương công nhân châu Âu nhiều hơn chúng tôi gấp mấy lần. Ông lợi dụng sức lao động của chúng tôi, kiếm bộn tiền về cho ông để xây nhà máy, xây cao ốc, đi xe hơi, ở nhà Tây. Xe hơi, nhà Tây, xây cao ốc, đó đều là kết quả mà tôi đã phấn đấu nhiều năm mới có được. Năm xưa, tôi vượt biển tới đây làm cu li, làm công dân, cho đến khi tôi làm ông chủ. 30 năm qua, mỗi đồng tiền tôi kiếm được đều là nhờ vào đôi tay này, nên tôi có thể yên tâm mà tiêu, không có gì xấu hổ. Ở bên châu Âu, tiền công của công nhân bên họ cao hơn các bạn. Nhưng mọi người biết không, ở bên châu Âu, mỗi thùng bánh quy có thể bán được 5 đồng. Còn ở chỗ chúng ta, một thùng bánh quy chỉ bán được 2 đồng. Mọi người yêu cầu tiền lương phải như bên châu Âu. Vậy được, bánh quy của chúng ta cũng phải bán 5 đồng một thùng. Mọi người nghĩ coi, đến kỳ đó, ai sẽ mua bánh quy của chúng ta? Yêu cầu tăng lương và các phúc lợi khác là chuyện thường tình. Nhưng có điểm này mọi người phải hiểu là muốn tôi trả lương cao hơn cho mọi người thì mọi người sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn, chứ không phải tiếp tục gây chuyện.
Không tăng lương, chúng ta không làm nữa. Đúng, không làm nữa, không làm nữa, không làm nữa. Mọi người cho rằng không làm là cách tốt nhất sao? Vậy tôi nói thật cho mọi người biết, không làm, kết quả là đôi bên cùng thiệt. Việc buôn bán của tôi bị ảnh hưởng, ngân hàng sẽ không cho tôi vay vốn nữa. Đến khi đó nhà máy đóng cửa, mọi người cũng sẽ mất việc, mọi người đều phải chịu tai họa. Mọi người muốn kiếm thêm chút tiền, tôi hiểu. Tôi cũng khởi nghiệp từ một công nhân, tôi hiểu sự vất vả của mọi người. Tôi mong mọi người sẽ tiếp tục làm việc. Chỉ cần mọi người chịu ở lại làm việc cho nhà máy, nhà máy còn, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Mọi người muốn có mức lương cao hơn, đợi khi nhà máy kiếm nhiều tiền hơn. Về điểm này, tôi có thể đảm bảo với mọi người, để chúng ta quay về làm việc cho ông ấy. Đừng tin lời ông ta, ông ta đang nói dối. Chúng ta đừng có làm việc, chúng ta phải đòi quyền lợi tốt hơn. Còn nói đủ chưa? Anh Hà, chú Ba nói với em, công nhân không làm việc, Hà công suất đi được. Em tìm giúp anh một số công nhân rồi, họ đều từng làm việc ở nhà máy bánh quy, có thể làm việc được ngay. Anh từng nói làm ăn là không được thất hứa, đã hứa giao hàng là phải giao hàng đúng thời hạn. Tuy nhiều năm rồi em chưa làm bánh quy, nhưng chuyển hàng thì em có thể làm được. Mẹ, mày đừng có gọi mẹ. Tao không có thằng con trai vô tình vô nghĩa như mày. Chú Hà có lòng tốt muốn đào tạo mày, hôm nay mày lại đối xử như vậy với chú ấy. Mày làm người kiểu đó sao? Thôi đi, tư sinh còn trẻ. Trần Hà, tôi không cần ông mèo khóc chuột. Chúng ta rời khỏi nhà máy, đừng ai nghe nó nói láo. Bây giờ kiếm được công việc là may mắn lắm rồi. Nhớ lại năm xưa, khi chúng tôi vượt biển từ Đường Sơn qua đây, sống dở chết dở mà còn khó kiếm được một công việc. Đừng gây chuyện nữa, mau đi làm việc đi, mau đi làm việc đi. Em có đói không? Dạ, đưa em về nha. Trần Hà, tư sinh, khuya vậy rồi con đến đây làm gì? Mẹ, mẹ dừng lại đi. Trần Hà, tôi nói ông biết, tôi đã đổ dầu xung quanh nhà máy này rồi. Chỉ cần tôi châm lửa, chưa đến một tiếng, nhà máy này sẽ cháy thành tro. Tư sinh, con điên rồi hả? Mẹ, mẹ đừng bước tới, nếu không con châm lửa. Tư sinh, cậu muốn như thế nào? Cậu nói đi. Tôi không chịu đỡ miệng lưỡi của nhà tư bản các người. Tôi sẽ không để tư bản các người bóc lột công dân. Tôi phải đòi lại công bằng cho công nhân. Bao nhiêu năm qua, ông làm bao nhiêu chuyện tán tận lương tâm, hại người mà không thấy xấu hổ chút nào sao? Vì vậy tôi muốn đòi lại công bằng. Nhưng ông yên tâm, tôi làm việc quang minh lỗi lạc, nên tôi muốn đốt nhà máy ngay trước mặt ông. Tôi tin chắc chắn cậu có nhiều hiểu lầm với tôi, nhưng tôi không biết nên giải thích như thế nào với cậu. Cậu không biết phải làm gì để cậu tin tôi. Nếu đốt nhà máy này có thể giải tỏa được bất mãn trong lòng của cậu, thì cậu đốt đi. Anh Hà, được, tôi sẽ đốt nó. Tư sinh, cậu không được làm như vậy. Mẹ, mẹ,
Hồng Đậu sẽ chết đó. Mẹ cẩn thận. Mẹ, đừng vào nữa. Sẽ chết đó. Bỏ em ra. Tư Sinh, sẽ chết đó, đừng vào đó. Đừng vào đó mà. Mẹ, tay mẹ sao rồi? Mẹ, anh đem tới bệnh viện. Không sao, đi khám đi. Anh yên tâm không sao. Mẹ. Mẹ, con bôi thuốc cho mẹ. Mẹ. Con lớn rồi, cũng nên hiểu chuyện đi. Chú Hà mấy năm nay để giúp chúng ta như thế nào, chắc con cũng hiểu rõ. Mấy năm trước mẹ bệnh, không nhờ có chú Hà, con làm gì được đi học. Con học xong, chú ấy sắp xếp cho con vào nhà máy làm việc, muốn đào tạo con. Chú ấy chưa từng đối xử tệ với chúng ta. Làm người là phải biết có ơn đền ơn. Nếu có ơn mà không biết trả, nó không phải con người. Con trách không phải trách mẹ không tốt. Mẹ không dạy dỗ con nên người, nên con mới không biết phải trái. Có người tốt thành người xấu. Ông ta không phải người tốt. Chú ấy đã cư xử gì tệ với chúng ta, con nói đi. Không phải vì ông ta, là vì chuyện của ba con đúng không? Cái chết của ba con không thể trách chú Hà được. Có trách thì phải trách mẹ. Trách số phận. Không, không phải do số phận. Tất cả đều do số phận. Đều do số phận. Cả đời ba con nợ mẹ. Mẹ là nợ Trần Hà. Mẹ. Tư Sinh à, xem như mẹ cầu xin con được không? Đừng làm những chuyện bất lợi cho chú Hà nữa. Chú ấy đã hết tình hết nghĩa với mẹ con chúng ta rồi. Vết thương trên tay em sao rồi? Vết thương ngoài da. Không sao đâu. Tư Sinh đi đâu mà không có nhà? Mới sáng sớm nó đã chạy ra ngoài rồi. Thằng bé này cũng thiệt tình. Hành động mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Anh nói em đừng quá lo lắng. Các công đoàn hiện giờ động chút là đòi bãi công. Nó vẫn còn trẻ, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng chuyện này rồi sẽ giải quyết được thôi. Ông chủ và công nhân đều phải ăn cơm. Cứ làm căng mãi không tốt cho ai cả. Rồi Tư Sinh sẽ hiểu ra thôi. Mong là như vậy. Em còn nhớ bà cỏ quan ở quê mình không? Sao hả? Anh nhớ nhà rồi à? Mấy bữa nữa anh về quê. Anh tính về quê. Mẹ anh đã lớn tuổi. Anh muốn đón mẹ đến đây đoàn tụ. Mấy lần liền anh tính đón mẹ đến mà bà ấy không chịu. Xem ra anh phải về tận nơi rồi. Giờ anh đã có sự nghiệp thành công, cũng nên đón mẹ anh đến đây hưởng phúc.
ai đó. Mẹ ơi, Hà hả? Hà hả con? Mẹ, con trai. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hà hả? Con trai, con về thì tốt rồi. Còn nhớ lúc anh Lục về quê, tôi còn cùng anh ấy tới đây. Mới đó mà đã 20 năm rồi. Cũng nhờ có ngôi trường này nên những đứa trẻ trong thôn mới được đi học. Giờ anh đã là thầy giáo, dạy dỗ thế hệ sau. Tôi cũng chỉ làm hết sức mình. Kinh phí của trường không có vấn đề gì chứ. Có nhà họ Trần và các kiều bào nước ngoài hỗ trợ, trường học vẫn được duy trì rất tốt. Chúng tôi xa quê mấy chục năm, ra bên ngoài làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Bây giờ cuộc sống đã khấm khá hơn chút. Có chút tiền đóng góp một chút cho quê hương, trong lòng cũng thấy vui hơn. Ba, lần này con về là muốn đưa mẹ theo con sang bên kia đoàn tụ. Ba nhất định phải phù hộ cho chúng con thuận buồm xuôi gió. Ta nói là ta không đi rồi mà. Con đã mua vé tàu rồi. Mẹ theo con sang đó đi. Không đi, mẹ không đi đâu hết. Mẹ, Hà à, vô ích thôi con. Con có hiếu, mẹ hiểu là được rồi. Chào chủ tịch. Chào cô. Những lời lụa nhập khẩu này bán như thế nào? Rất được ưa chuộng, nhất là khách hàng anh đều rất thích. Làm việc của cô đi. Cảm ơn chủ tịch. Xin chào. Loại giải này rất phổ biến, đều là hàng chất lượng cao. Cậu muốn mua loại nào? Con không đến để mua giải. Cậu biết nói tiếng Trung mà. Tất nhiên là biết. Tiếng Trung của con là học từ chú đó. Cậu là chú Bảo Điền. Chú không nhận ra con sao? Con là William. 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 Con đã lớn từng này rồi. Chú Bảo Điền không nhận ra con nữa. Chú Bảo Điền, chú không thay đổi chút nào. Con vừa nhìn là nhận ra chú ngay. Sao lại không thay đổi? Chú Bảo Điền già rồi. Con về khi nào vậy? Con về một mình hay là về cùng ba mẹ con? Con đưa một người mà chú rất muốn gặp về. Anh vẫn khỏe chứ? Khỏe. Rất khỏe.
Anh vẫn chưa có con sao? Tôi à? Tôi vẫn chưa kết hôn. Năm xưa tôi nói là tôi sẽ đợi em. Không ngờ em nói đi là đi, cũng không nói lời tạm biệt. Khi đó sợ nói ra rồi lại không đi được. Đúng vậy, tôi sẽ không để em đi. Hôm đó tôi đã đuổi theo đến tận bến tàu. Tàu đã đi rồi, sao lại đuổi theo? Trả lại cái này cho em. Tôi đã nói tôi nhất định phải chuộc nó lại. Hơn 10 năm đã trôi qua. Tôi cũng đợi hơn 10 năm rồi. Mọi người tới đông đủ vậy. Đệ hả? Đã cao lớn vậy rồi. Dạ. Từ Anh về à? Dạ. Đã học xong chương trình luật chưa? Dạ rồi. Ngồi đi. Mọi người coi, tôi đem đặc sản Phúc Kiến tới cho mọi người. Trần Hà Anh về đúng lúc. Chúng tôi đang định viết đơn kiến nghị. Đơn kiến nghị gì vậy? Anh vừa từ quê về đây nên chưa nghe chuyện. Đệ à, cậu nói đi. Là như vậy, mấy hôm trước chính phủ đã sửa đổi lại luật nhập cư. Sau này sẽ quy định khắt khe hơn về việc nhập cảnh với dân ngoài cư. Không phải người sinh ra ở đây thì tức là người nước ngoài, không thể có được quyền công dân. Vậy mà cũng nói được. Mọi người vất vả gây dựng sự nghiệp ở đây, bỏ ra hơn nửa đời tâm huyết, có nói thế nào cũng đóng góp công sức, vậy mà lại biến thành người nước ngoài. Nói rất đúng. Chúng ta vất vả hơn nửa đời ở đây, chính phủ Anh Quốc không chấp nhận chúng ta là công dân, thật không công bằng chút nào. Có câu nói sống ở đâu bám rễ ở đó. Sự nghiệp của chúng ta, gia đình con cái đều ở đây. Chính phủ Anh Quốc không chấp nhận chúng ta là công dân, vậy là không hợp lý. Vì vậy chúng tôi tính làm đơn kiến nghị. Chúng tôi quyết định cùng nhau viết thư cho thống đốc để phản đối. Anh Lục, mọi người coi tôi viết như thế này có được chứ? Không cần coi. Tôi ký trước. Năm 1950, chính phủ Anh sửa đổi đạo luật nhập cư, quy định những người không sinh ra ở nước này không được nhập quốc tịch. Điều này gây bất mãn lớn đối với người Trung Quốc. Hội Thương mại Trung Hoa đã kêu gọi chính phủ Anh nới lỏng quyền công dân, yêu cầu phải trao quyền công dân cho người Trung Quốc. Bản kiến nghị được đề trình vào tháng 2 năm 1951 và tháng 2 năm 1952. Nhưng cả hai lần đều bị thống đốc từ chối.
Mọi người đừng giận, cũng được phẫn nộ. Họ từ chối thì chúng ta tiếp tục kiến nghị. Chúng ta phải cố gắng đến cùng. Đúng, hai lần không được thì ba lần, bốn lần, thậm chí là hai mươi mấy lần, quyết không bỏ cuộc. Đệ à, tôi thấy cậu có tài năng, có hoài bão, đã chịu làm việc vì nhân dân. Đúng là nhân tài hiếm có ở thời đại này. Vậy đi, cậu đi tham dự cuộc bầu cử lập pháp. Về kinh phí, chúng tôi đều ủng hộ cậu. Đúng, đúng. Mọi người đã coi trọng tôi như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức. Các vị, và là quyền công dân tất nhiên là nhiệm vụ cấp thiết. Nhưng ngoài ra cũng có chuyện này cần phải làm ngay. Anh Lục, là chuyện gì vậy? Để duy trì nền văn hóa Trung Hoa của chúng ta, để các học sinh trung học được tiếp tục đến trường, chúng ta sẽ lập nên ngôi trường Đại học Trung Quốc. Đó mới là điều quan trọng nhất. Thành lập Đại học Trung Quốc. Đúng vậy, thành lập trường Đại học Trung Quốc. Đề nghị này của luật sư rất hay. Vì đa phần người qua sống ở đây đều đã coi nơi này như quê hương. Mở một trường Đại học Trung Quốc ở đây, bồi dưỡng nên nhân tài phục vụ cho cộng đồng địa phương. Đây thực sự là một việc làm rất có giá trị. Mở trường đại học ở đây để đào tạo nên những nhân tài người qua, đó là việc cấp bách lúc này. Năm 1953, Hiệp hội Phúc Kiến Singapore tuyên bố sẽ quyên góp 500 mẫu đất để xây dựng trường đại học và kêu gọi mọi tầng lớp trong xã hội ủng hộ. Hiệp hội Xuyên Mã đã phát động một chiến dịch gây quỹ rầm rộ. Dù là doanh nhân giàu có, dân thường, thậm chí là phụ nữ, người già, trẻ nhỏ đều nhiệt tình tham gia, hết mình ủng hộ. Nhiều hình thức hoạt động hiện tại đang lần lượt được triển khai, từ các cuộc thi, múa hát, vẽ tranh, đều được tiến hành nhiệt liệt. Cậu muốn đi đâu? Cậu bỏ đi như vậy không sợ mẹ cậu sẽ đau lòng sao? Chính vì tôi không muốn mẹ đau lòng nên tôi mới tha cho ông. Ông còn muốn như thế nào nữa? Tôi đã nói với những người bạn của cậu, cậu sẽ không cùng họ về Trung Quốc. Ông có quyền gì mà làm như vậy? Vì mối giao tình giữa tôi và mẹ cậu. Giao tình? Ông dám nói đến giao tình giữa ông và mẹ tôi? Ông nói coi hai người quan hệ như thế nào? Ông nói đi. Chúng tôi cùng lớn lên bên nhau, cùng vượt biển đến Nam Dương. Giao tình này mấy chục năm, cậu biết rất rõ. Tôi biết rất rõ. Nhưng tôi không biết tại sao mẹ tôi có thể vì ông mà bỏ mặc tôi và ba tôi. Kết quả hại ba tôi bị người Nhật giết hại. Đúng vậy, mẹ cậu vì tôi mới ở lại xưởng bánh quy. Còn ba cậu vì cứu mẹ cậu cho nên mới bị sát hại. Tôi không hiểu tại sao ông không hề thấy áy náy. Cậu không hiểu được đâu. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu tại sao ông không hề thấy áy náy. Vì tôi không thẹn với lòng. Ông không thẹn với lòng. Năm xưa ở dưới quê, tôi và mẹ cậu là một đôi. Nhưng tới Nam Dương rồi, mẹ cậu lại lấy ba cậu. Ân oán giữa tôi và ba cậu khó có thể nói rõ được. Nhưng mối quan hệ của tôi và mẹ cậu thì rất đàng hoàng. Tôi biết nhiều năm qua cậu có nhiều hiểu lầm với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không có gì phải đáng xấu hổ. Mình không cần phải áy náy với cậu. Nói nghe thì hay.
Tôi nói thật với cậu, tình cảm tôi dành cho mẹ cậu không ai có thể thay thế được. Nó không còn là tình cảm nam nữ nữa, mà là sự tôn trọng dành cho nhau. Có thể sẽ rất khó để cậu hiểu tình cảm của những con người ở thời đại chúng tôi, nhưng cậu là đứa bé thông minh, rồi có một ngày cậu sẽ hiểu ra. Nếu việc trả thù tôi thất bại mà cậu bỏ đi thì cậu thật là ấu trĩ quá. Nếu cậu có lý tưởng, có hoài bão, cậu nên ở lại đây. Còn tôi thì khác. Năm xưa tôi bị ép phải rời quê đi tha hương, chạy đến Nam Dương để tìm một lối thoát. Còn cậu thì khác. Đây mới là con đường cậu phải đi. Ở lại đi. Mẹ cậu cần có cậu. Nơi này cũng cần những thanh niên trẻ như cậu. Còn rất nhiều điều để cậu phải cố gắng vì nó. Để mẹ cậu khỏi lo lắng khi tỉnh dậy. Quay về đi. Mẹ. Quay về đi. Mẹ, con xin lỗi. Cảm ơn anh. Về nhà thôi. Anh đánh thức em dậy hả? Hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày 20. Sắp hết năm rồi. Mấy hôm nữa là phải phát lì xì cho công nhân. Việc đó anh sẽ làm. Em không phải lo. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Em chỉ thấy hơi khó chịu ở dạ dày thôi. Bây giờ không sao rồi. Hàng năm đều là em phát bao lì xì mà. Mỗi dịp lễ Tết, em chỉ mong được gặp gỡ những nhân viên lâu năm. Em trò chuyện với họ. Nè, ngồi xuống, nghỉ ngơi lát đi. Ngồi xuống đi. Mẹ, mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Mẹ không mệt. Mẹ, mẹ. Đợi chút nào chưa? Tụi nhỏ đang ở nhà đợi em về đó. Tóc của anh bạc hết rồi. Anh phải nhớ tự chăm sóc bản thân. Đợi em khỏe lại rồi, em vẫn sẽ chăm sóc anh như trước đây. Không được rồi. Không được.
Không đâu, em sẽ không có chuyện gì hết. Em là con nhà quyền quý, gả vào nhà họ Trương, sống vất vả cả đời, khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, để được hưởng phúc. Em nhất định phải cố gắng. Em nhất định phải cố gắng, không được bỏ anh lại một mình. Em sẽ không bỏ anh lại. Kiếp sau em vẫn sẽ là vợ của anh. Cúc à, Cúc à, Cúc à, em hãy yên nghỉ. Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ. Trường Đại học Nam Dương sắp khai giảng rồi, anh sẽ cho đoàn tụ vào đó học. Gia tộc nhà họ Trương chúng ta nhờ cậy vào đó. Sao rồi? Viện lập pháp đã thông qua dự luật dân quyền rồi. Chỉ cần là dân cư sống ở đây đủ 8 năm là sẽ được xin quyền công dân. Xem như không uổng công những cố gắng của chúng ta. Đây là một chuyện tốt. Sau này vẫn còn rất nhiều việc phải nhờ cậy vào lớp thanh niên các cậu đó. Đúng vậy, nhờ cả vào các cậu. Anh hai, thật ra là nhờ vào sự ủng hộ của mọi người. Singapore có được sự phồn vinh và phát triển như ngày hôm nay không thể không nhắc đến sự cố gắng và hy sinh của những người dân vượt biển năm nào để được sống. Họ rời xa